Sáng ngày 27 tháng 6, Đảng bộ phường Phước Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có đồng chí Đặng Quốc Thịnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường. Sau tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm của Thành ủy, Đảng ủy phường Phước Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp giữ ở mức ổn định, có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 57% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị có nhiều tiến bộ, công tác phối hợp thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn được quan tâm, thực hiện quyết liệt. Công tác quản lý đô thị, kiến thiết thị chính được quan tâm, lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, công tác giáo dục được chú trọng, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức, một số vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên các lĩnh vực được tập trung giải quyết theo đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng có nhiều khởi sắc, trong năm đã kết nạp 9 đảng viên mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ phường tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 và phương châm là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, tập trung huy động các nguồn lực của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nền nếp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, quan tâm giáo dục, lý luận chính trị đến đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề ra trong năm 2024, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát, chủ động giám sát phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng. Quyết tâm phấn đấu trong năm 2024, Đảng bộ phường Phước Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,